đám tang mẹ, đột nhiên có con bò già quỳ lại giữa sân. Anh con trai cầm gậy đánh đuổi mãi. Người cha đột nhiên ngăn cản, không cho anh đánh đập con bò. Biết được lý do thực sự đằng sau, khiến tất cả đều vô cùng hãi hùng. Cả hai ngày nay, gia đình nhà anh Hoàng bao trùm một bầu không khí tang thương bởi người mẹ của anh đã ra đi mãi mãi. Trước đây, cả hai gia đình bố và mẹ anh đều là gia cảnh khó khăn, nên khi lấy nhau, họ có vất vả. Chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Rồi mẹ anh có bầu, sinh liền ba người con trai, nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Anh nhớ, hồi đó mẹ anh phải dậy từ 3 giờ sáng, đi làm đậu thuê cho người ta, rồi lại tranh thủ về ra đồng, hái rau, mang ra chợ bán. Ấy vậy mà chẳng lúc nào bà kêu ca, than thở một tiếng. Bố mẹ anh luôn cố gắng để ba anh em có thể học hành đến nơi đến chốn, vì họ bảo cuộc đời họ thiệt thòi, không được học chữ nên không muốn các con phải khổ như vậy. Mẹ anh vất vả là thế, nhưng đến khi những đứa con đã trưởng thành, có thể giúp đỡ được bà để bà được nghỉ ngơi, vì căn bệnh quái ác lại hành hạ bà, cướp đi mạng sống của bà đi mãi mãi. Những ngày bị bệnh nằm ở nhà, bà vẫn bảo các con cứ yên tâm đi làm đi, tập trung mà làm ăn, không phải lo cho mẹ. Chính sự hiền hậu, chất phát từ tình cảm của bà mà các con ai nấy đều rất hiếu chuyện. Sống có đạo lý và lương thiện, bà cũng được hàng xóm xung quanh rất yêu quý vì tính tình hiền lành, chẳng sân si cái gì của ai bao giờ. Thấy giúp được ai cái gì cũng thiệt tình giúp đỡ, thế mà cuối đời bà lại phải chết trong bệnh tật. Ai cũng đau lòng và thương xót cho cuộc đời vất vả của bà. Hàng xóm còn bảo nhau, thôi bà sớm thiêu thoát để được đầu thai, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, bởi kiếp này đã chịu khổ đủ rồi. Anh Hoàng cực kỳ thương bà, anh thấy vô cùng có lỗi vì chưa thể cho mẹ hưởng được một cuộc sống tốt đẹp mà phải ra đi. Hôm đó, khi đang tổ chức đám tang cho bà, thì bất ngờ có một chuyện xảy ra. Không biết ở đâu một con bò già đi tới ngồi. Không biết ở đâu một con bò già đi tới rồi quỳ gục xuống giữa sân nhà anh. Không hiểu chuyện khi đang xảy ra, người ta còn thấy mắt con vật ương ướt. Thấy lạ nhưng mọi người vẫn chạy ra đuổi nó vì đang lúc tổ chức tang lễ bận rộn và hỗn loạn. Thế nhưng dù dùng cách gì, đánh đuổi con vật cũng không đi. Anh Hoàng tức giận, lấy gậy đánh vào con vật, nhưng nó vẫn lì lợm, quỳ ở đó không chịu đi. Đột nhiên người cha kinh ngạc kêu lên, đừng đánh con ơi, chính là con bò đó, chính nó. Con bò nào hả bố? 3 năm trước, hôm đó, bố và mẹ con đi làm rẫy, thì gặp một con bò đang quằn quại dưới đất. Máu chảy rất nhiều. Mẹ con nhìn thấy, đoán nó là đang trở dạ nên quyết định đến để đỡ đẻ cho nó. Lần đó nhờ có mẹ con nên mới cứu được mạng sống của hai mẹ con nó. Bây giờ bố mới nhận ra, chắc là nó đến để chào mẹ con lần cuối đấy. Tất cả mọi người trong tang lễ đều vô cùng bất ngờ về chuyện này. Hóa ra con vật lại sống có tình có nghĩa như vậy. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Con bò quỳ gối ở đó suốt 1 giờ rồi mới bỏ đi trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Con vật hoàn toàn có tình cảm và biết được những gì con người đang làm. Ai đối xử tốt với nó như thế nào? Chính vì thế sự yêu thương của con người chúng ta cũng có thể cảm nhận được hết. Qua đây khuyên con người nên yêu thương các loài động vật hơn.